Hải quân Trung Quốc diễn tập quét thủy lôi trên Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 28 tháng 7 đưa tin, một đơn vị của hạm đội Hải quân Trung Quốc đã tổ chức diễn tập quét thủy lôi trong một khu ở Biển Đông. Tân Hoa Xã cho biết, trong lần diễn tập này, Hải quân Trung Quốc đã lần đầu tiên tổ chức một biên đội tàu để tiến hành quét và phá thủy lôi. Mục đích được đưa ra của cuộc tập diễn là nhằm giúp Hải quân Trung Quốc hiểu rõ tính năng của các loại thủy lôi, nắm rõ trình tự bố trí thủy lôi và cách tổ chức chỉ huy quét thủy lôi, nâng cao khả năng tác chiến thực tế và tổ chức trong việc đối phó với thủy lôi. Chống thủy lôi và tác chiến chống ngầm, chống tên lửa phòng không được cho là ba vấn đề được hải quân trên thế giới quan tâm. Hoạt động diễn tập đã diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn trên 4 khu vực biển gồm Hoàng Hải, Bột Hải, Vịnh Bắc Bộ và Hoa Đông. Hãng thông tấn Nhật Asahi Shimbun nhận định đây là cuộc tập trận với thời gian kéo dài và cường độ ồ ạt chưa từng có tiền lệ và là nhằm củng cố khả năng chiến đấu thực sự của quân đội Trung Quốc.